Sáng ngày 28 tháng 6, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm đã đến thăm điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Vĩnh Long. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm thăm hỏi công tác tổ chức thi, cơ sở vật chất, thăm hỏi tình hình sức khỏe của thí sinh, cán bộ coi thi. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, phối hợp chặt chẽ ban ngành liên quan, đảm bảo điều kiện ăn nghỉ cho cán bộ phục vụ kỳ thi, thí sinh dự thi, quản lý chặt chẽ đề thi, bài thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm có 462 thí sinh đăng ký dự thi, có 2 thí sinh vắng ở 20 phòng thi. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất điểm thi, tình hình cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ điểm thi và thí sinh dự thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc.